Ngươi thứ vậy rồi nè. Ừ, ngươi có bạn kìa. Bạn này là lớn hơn ngươi 2 ngày. Kìa bạn kìa, bạn kìa, bạn kìa. Dài đâu không mang vô hả bạn? Ngươi thúi ơi. Ngươi thúi đi đâu đó? Ngư. Đi đâu vậy? Hả? Đi đâu vậy? Sao mặt buồn vậy? Nguyên ngày nay ba tối giờ ba không gặp Ngư, ba nhớ Ngư quá. Ngư ngủ với bà ngoại nè. Sáng Ngư không đi chơi được nè. Ngư mê ngủ nè. Ngư thức khuya nè. Đi đâu á? Bởi tình té nha, bởi tình té bể đầu đau nha. Nhanh không? Ngươi đâu rồi? Bạn kia, bạn kiếm ngươi kìa. Sợ hả? Sợ hả? Ba nè, ba nè, ba nè. Lại đây, lại đây. Lại đây với ba, nhanh lên. Bạn ghẹo con hả? Đi tới luôn nè mà bạn ghẹo con hả? Rồi bà. Không có được ghẹo ngươi của ba nha. Ghẹo bà ngươi là bị đòn với ba nha. Rồi quýnh đòn đó nha. Ngươi quen lắm á. Ngươi không ăn miếng đi. Anh nào ngoại ngoại ơi, ngoại cho ngươi ăn miếng đi. Nè, phải ăn miếng trứng nha. Yeah, ọt ha bà. Ê, không được nhả. Trời ơi, ngán rồi hả con. Lan lan rồi. Cái gì vậy? Thôi, không ăn nữa. Tôi xạo quá. Tôi xạo quá. Ngươi xạo quá. Ngươi ăn trái cây không? Ngươi mận, ngươi mới thấy mận như ngươi ăn. Chị kìa, chị Suri kìa. Sao rồi? À, con đi chơi đi, con đi ra ngoài đi. Đi, chạy ra đây. Chạy ra. Trời ơi ôm, nó cứ thương tao mà ôm vậy hả? Sao đi có chừng làm mẹ tao em nha. Không được nhả ra nha, ăn nhả ra rồi bị đòn nha. Nhả ra là ba lấy lại nha. Thích ba ăn nữa con nhả. Con có nhả không? Không. Giỏi, con không nhả nha. Nuốt vô ăn cho mau lớn nha. Con nuốt vô ăn. Ừ, giỏi. Ngư không giỏi gì hết. Thôi. Lại đây. Đây lại đây với ba. Thôi, trả ba đi. Ba không cho ăn nữa. Ăn nhả ra không à. Thôi, không ăn nữa, dẹp. Đây, ba dẹp. Rồi, như ra đâu cho em không? Thôi, ba dẹp. Cho em không? Ngư với ba chị đi. Chị lên ngủ rồi. Ngư với ba chị đi. Về cá lắm. Thấy cá là kêu cá. Đứng coi từ nãy giờ thôi má. Con bắt cá đi. Bắt đi. Là ba bắt nè. Nè cá nè. Cá đẹp nè. Ngươi bắt đi. Ngươi lại bắt đi. Sợ. Nè không sao. Ba bắt nè. Ba bắt nè. Đâu có sao đâu. Cá đâu có làm gì đâu. Cá đâu có cắn đâu. Con lại con bắt đi.
Cá có ba nè, không sợ gì hết nha. Nha, có ba nè, không sợ gì hết trơn hết trọi luôn. Có gì đâu sợ, thấy không? Cá gì mà không sợ gì nha. Người bắt đi, người bắt cá giống ba đi. Cá. 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 Biết khoái ăn cá lắm. Cá. Cá. Ơi. Ui. Ai kia? Ai kia nuôi thú kìa? Nè, té nha. Ba đi chơi nha. Đừng có đi với ba không? Thế à. Ông con đi dọn ba chở đi nè. Chìa khóa mòn qua gửi lại tên nha. Cho ăn gửi chìa khóa 206. Ngư thúi. Chở mấy bà cháu đi gọi đầu massage rồi đi về ngủ. Ủa sao ba không vô qua gọi đầu qua ngủ không đó luôn ta? Con chở mọi người ra rồi con về ngủ mà. Tên 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 tên. Chào mọi người, tôi như là cách một chuyến đi du lịch miền Tây của tôi với gia đình và tất cả những người anh em. Chuyến đi này khá là thú vị. Mệt mỏi. Người đâu vậy? Người thứ đâu vậy? Người đây nè. Ê, người ngoan lắm á. Người đi chơi người không có quậy miếng nào hết á. Người chỉ thức khuya đến 3-4 giờ sáng thôi à. Người thối kìa. Bây giờ biệt danh người thối ai cũng biết hết. Ai cũng gọi con là người thối hết người ơi. Ê, mình đi ăn xong rồi về nha. Cho người thối ở đây chơi nha. Mình nha, được không? Người thúi. Biệt danh người thúi ai cũng biết hết. Người thúi ơi. Đây các gia đình đang sửa soạn đồ đạc. Rồi mà ngươi đã có anh rồi. Anh chơi mới để hồi trước ngươi 2 ngày. 2 ngày sau đến mày vô quá tao gì nữa không? Nhậu nữa hả? Nhậu lại giận luôn hả? Nhậu lại giận luôn. Lão đại, lão gì? Ủa bác đâu rồi tao? Bà nghĩa rồi tao. Mới dặm mấy ông đang ra ngoài Ninh Kiều chơi đang quay lại. Tí nữa mình đi đâu chạy qua đó luôn. Được. Mẹ quay phim người thối với ba, người thối coi. Mẹ quay phim người thối với ba thối. Ba quăng ngươi nha. Chụp. Một. Chưa mà. Chưa. Một. Hai. Bơ. Bơ người thối nha. Đi người ăn cơm nha, cơm ngon lắm á. Chỗ này nấu đồ ăn ngon lắm á. Người ăn nhiều thịt nhiều cho mau lớn nha. Wow. Cái gì vậy? Ủa ông rùi nhiều. Ủa ông rùi cái đấy chưa? Ở đó mặt không luôn á trời. Mặt không nè. Trời ơi, xuống ở đây. Ồ. Nguyên bự lắm rồi mọi người nè. Thấy không? Có gì thấy nổi không? Thấy. Này cái này đúng không? Ba nhìn vô đây giùm em coi phải cái này không? Đúng không? Ê, giống cái này đó, bự hù luôn. Đúng rồi, rừng luôn. Tự nhiên luôn á hả? Lấy gì lấy được. Xịn sò. Lấy rô mẹ lên đốt cái cây á hả? Quan trọng là nó làm ngoài nhánh á, mình khó leo lên để đốt. Đi, ngươi đi với ba đi lấy mật ong nha. Cho cắn đất đứt ngươi luôn. Cắn. Ây da, mày cắn. Nó cắn nè, nó cắn tao. Không được cắn. Giỡn nó đâu cắn đâu. Ngươi thương mà. Nè, Win nè, đây là bạn Win của Ngư. Bạn Win còn buồn ngủ hả? Ui, Win lộn không?
hai con gà sừng nha, chúng mày quýnh lộn à, quýnh lộn không? Giờ bạn ngư thôi không có quýnh ba giỡn á. À, con rờ bạn đi không mẹ miếng coi đừng đi đừng bạn đi ra chưa thôi lên xe chơi về đi cho mát nóng rồi đó. Về tới Long An rồi, hiện tại bây giờ gia đình Tiên đang trên cao tốc, ghé trạm dừng chân ăn uống nghỉ ngơi tí xíu rồi về nhà. Còn con màu ngư thúi đây. Yeah yeah. Nó đòi đó, nó đang đòi tiền đó. Kệ nó đi. À, quê trẻ. Ủa, cái này nước dừa có hư không mà ăn vậy mà? Cái này con không biết. Ừ? Tình cảm quá ha, tình cảm dữ ha, về đặt ôm cứ ngắt cứ còng luôn, xạo, đang nịnh ba gì đây, định xin ba gì, ừ? Có trước mẹ đúng không, định xin ba gì, tình cảm quá, không ba. Ừ, đi đâu đây bà ẩm đi tăng tình tình yeah rồi nó đứng đây nha, nó cho chừng té nha, bầm tình đây để ba mang dài vô mới đi được. Trời ơi tóc tay ba buồn xù quá nè. Trời ơi, lật điện thoại ba luôn nè. Đây, chỉ. In. Trò chơi rất là đơn giản nhưng mà chị ấy cười là được rồi, là chơi hoài chơi tới sáng luôn. In. Ngừ quá à. Hẹn vài tháng sau lại tiếp tục một chuyến đi mới nữa, đi Ninh Hòa. Ơi đừng nói là chắc có vợ chồng em đúng không? Thú vợ chồng em đi chơi vui đó. Chụp biết không? Anh bình thường. Anh đứng đứng bình thường luôn đó. Kẹt công việc rồi đi không được thôi, có rồi đâu. Chồng gốc rộng á. Ừ. Người thối kìa. Được đúng. Thì ai gửi cũng được mà, rảnh thì đi chung chứ đi như ai. Bà nói đâu rồi ta? Đâu anh thấy em với Nghĩa uy tín hơn, với Hùng uy tín hơn. Anh thấy ba cây nữa mới uy tín chứ ai chồng. Mẹ, đi đâu hả? Cô ba đâu? Ê, trời ơi mấy ba. Bây giờ kiếm gặp ba buồn. Bye bye mọi người, rồi mình đi về ha, về nhà ha. Giờ về nội nha. Rồi, ngươi lên xe ba mở cửa nè. Ngươi lên xe nè. Ba mở cửa cho ngươi nè. Yeah, đi chơi vui nha. Mạnh khỏe nha. Em bé ơi. À, ba lên ba chở ngươi đi. Ba lên ba chở ngươi thôi. Ừ. Lên luôn anh, để lên thấy anh ba đi, anh ba em biết gì hết, em mốt nó lên rồi cầm chạm đi gửi ba mập cũng muốn thử con trái không à. Tệ tải lắm á, thiệt á, đâu có gì đâu, cái trái là đâu thắng thử à, thắng là nguyên trái á, ngay luôn tả luôn, ngon 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 ha. Thơm không? Cay không? Nó cay nhưng mà nó thơm, nó hay thơm. Ba mập ăn cay được mà đúng không? Đúng rồi, tao chỉ với tao với ba mập mày, tao kêu ớt xanh ra ăn trong giòn ngon. Đúng rồi, xuống dưới phải ăn mấy ớt giống